What's Sandra doing? I'm making chicken pate. Why have the look like a snowman or something, a horse or something? Here. A train. Here. Snowman. Really? Snowman? Yeah. Snowman? Oh my goodness. Plump over there. And why do you wear the glass for? Because I all the splash in my face. Oh my god, cooking for the glass cooking too? I know. Oh, on my face. Oh, plenty more. Bà xã làm nấu ăn trưa đây các bạn làm thịt gà băm. Thịt gà băm rồi còn làm theo hình nọ nữa. Mang mất tiếng mà nấu ăn nữa chứ. Đã chứ.